Hello, xin chào mọi người, chào mừng mọi người đã trở lại với channel của mình và mình là Lộc Sutaki. Trong video ngày hôm nay thì mình sẽ tiếp tục với Real Life Craft. Hiện tại thì mình đang ngồi ở đây để nghiên cứu cái quyển sách Bestie Ride này. Trong đây nó ghi rất là nhiều cái thông tin bổ ích cho mình tìm hiểu thêm. Và hiện tại thì nó đã mở tới cái chỗ của mấy cái con đại bàng rồi nè. Mấy con này sẽ tấn công mình. Nhưng mà còn một loại đại bàng nữa, có cái phần đầu đại bàng và phần chân là của ngựa, đó chính là Hypofry này. Con này mình có thể thuần phục bằng cách cho nó ăn chân thỏ. Với thông tin này á thì mình đã nhanh chóng đi tìm một đàn thỏ và về nuôi rồi. Hiện tại đàn thỏ của mình chỉ còn có một vài con thôi, tại vì mình vừa farm á. Nhưng mà tỷ lệ rơi ra chân thỏ rất là hấp các mọi người. Mình chỉ có hai cái chân thỏ thôi à. Không biết có đủ để thuần phục mấy cái con đại bàng đó không nữa. Nhưng mà mình sẽ cố gắng. Còn giờ thì mình sẽ cho cái quyển sách này vô trong đây để cho nó viết ra thêm những cái thông tin khác nhá. Và ngoài ra, lúc mình ngủ thì vô tình xuất hiện một cái tên tử thần và mình tiêu diệt thì lại rơi ra thêm một cái đầu Wither Skeleton nè. Và tổng cộng thì mình đã có được 3 cái đầu Wither Skeleton luôn rồi. Cất mấy thứ này vô nè. Và mình cũng có thể triệu hồi được một con boss Wither để tiêu diệt luôn rồi đó. Giờ chắc mình sẽ ngủ đi, rồi sáng thức dậy mình sẽ đi tìm những cái con đại bàng để thuần phục nhá. Có đại bàng thì mình có thể cưỡi nó và bay trên bầu trời, đi khám phá sẽ dễ dàng hơn rất là nhiều. Mình không biết có đem theo không ta. Ok, chắc mình sẽ đem theo quyển sách này đi. Để coi coi giờ nó mở tới cái khúc nào rồi. Giờ thì mở ra tới kiếm nè. Kiếm rồng hả? Vậy là sắp tới chắc mình phải chế tạo mấy cây kiếm rồng chuyên để diệt rồng rồi các bạn ơi. Khi mà mình đánh rồng thì nó sẽ đơn giản hơn á. Hai cái chân này không biết có đủ thuần phục không ta. Lúc trước mình có di chuyển ngang khu vực này và thấy có một vài cái con đại bàng bay trên bầu trời á, gần gần cái chỗ Waystone nè. Giờ mình sẽ lại đây để kiểm tra lại cái đã. Hy vọng rằng là mấy con này nó đừng có despawn ấy. Thông thường thì mấy con quái nó sẽ despawn vào ban ngày nếu mà chúng ta không đặt tên cho nó. Nhưng mà mấy con này chắc không phải là quái vật đâu. Nên mình nghĩ nó cũng không có despawn đâu. Và đây còn có chuột hả? Mình không thích chuột cho lắm. Chuột thỉnh thoảng còn ăn cắp đồ của mình khi mà rơi xuống ấy. Nên mình phải tiêu diệt, nhưng mà chạy nhanh quá nên thôi mình tha đó. Cái gì nè? Ủa cái gì ta? Giờ mình mới để ý ở đây có cái này luôn á. Ủa cái đất gì mà khó đập vậy? Ủa cái này cái chỗ gì vậy? Kỳ lạ thiệt á. Không biết trong đây có gì không ta? Không có đường vô. Úi, cái tiếng này giống tiếng slam vậy. Ôi giống cực luôn. Ôi mình đặt coi mình nhảy lên tưng tưng không. Ơ tưng tưng được nè. Cái khối gì đâu giống đất nhưng mà đập nghe tiếng giống slam. Cái này thì chắc từ từ mình sẽ vô trong để khám phá sau, tại vì giờ mình chưa có sẵn ấy. Hôm trước rõ ràng mình gặp ở đây mà ta. Hôm trước lúc mà mình đi ngang cái khu rừng á. Ủa đâu mất tiêu rồi. Ôi chắc đi spawn. Ui mấy con này. Ui có khi nào mấy con này ăn thịt mấy cái con đại bàng không ta. Ui nó rơi ra mấy cái gì nè, mình sẽ nhặt vô luôn đi. Kìa. Ui đại bàng trèo lên cây mất tiêu rồi. Giờ sao nhờ? Mình không có trèo lên cây được. À mình vụ xuống nè nè nè. Chân thỏ nè, món ăn khoái khẩu nè. Đại bàng ơi. Mình không có đủ block để trèo lên trên. Xuống nè nè, chân thỏ nè. Chân thỏ nè. Ủa giờ sao ta? Mình không có mang theo block nữa. À mình có cách rồi, mình cũng có thể dùng xô nước á. Thì mình sẽ lấy cái xô nước trong cái tumbell ra. Rồi đổ nước trèo trèo từ từ lên trên. Ồ gì cũng được á. Rồi ổn. Đặt lại nè. Đây chân thỏ nè. Không chịu hả? Ủa đúng rồi ta, theo như cuốn sách thì con này nó sẽ ăn chân thỏ mà. Ui giờ sao giờ? Ui trèo lên gần nó mới được. Nè. Ủa không chịu ăn hả? Rồi trèo lên tán cây rồi nè. Hay là phải vứt ra? Ồ phải vứt ra mới được. Ui giờ ngồi rồi nè. Mặc được giáp. Cái này là cái rương và cái yên cưỡi.
Ô bây giờ thì chắc mình sẽ đẩy về không được đẩy lỡ rớt xuống dưới chết rồi sao? Mình sẽ về nhà để lấy một cái yên cưỡi, sau đó trở lại đây để cho bé này đeo vào nhá. Chắc mình có thể bay rồi đó các bạn ơi, tại vì con này có thể bay trên bầu trời mà. Đợi anh xíu nha, về lấy cái yên cưỡi liền các bạn ơi. Ngoài ra thì mình còn có thể chế tạo được những cái áo giáp cho con đại bàng của mình. Và công thức của nó thì khá là mắc. Đối với giáp vàng thì còn có thể chế tạo được, nhưng mà với giáp kim cương thì hơi phí á, tại vì cần hai cái quần kim cương nè, một cái nón kim cương và hai viên kim cương nữa. Quá trời mắc luôn, nên chắc mình sẽ cho bé đại bàng của mình mặc cái áo giáp vàng thôi nhá. Ở đây thì mình có khá là nhiều vàng nè. Hả? Bắt buộc là lên màu trắng à? Ui làm khó nhau vậy. Được, lên màu trắng thì lên màu trắng. Mà quên nữa, cù mình không còn con nào hết. Ui, mà quên, mình có thể chế tạo bằng cái này mà. Ồ, được. Rồi, giờ thì đặt lại thôi nào. Bấm vô đây cho nhanh đi. Đó, và cần phải nâng cấp nó lên luôn nhá. Đây, nâng cấp nó lên thì có hai cái cọng lông gà ở hai bên. Rồi, vậy là ổn rồi đó. Giờ thì mình sẽ chạy riết lại đằng kia để cho bé này mặc vào. Và ngoài ra mình phát hiện được thịt của cái con này ăn vô nó chạy cực kỳ nhanh luôn. Giờ mình sẽ ăn vô thử nè. Tén tèn. Đó, mình được tốc độ 3 luôn. Giờ mình chạy chẳng khác nào cái con mà nhảy tưng tưng ở vùng sa mạc hết các bạn ơi. Nó hiệu ứng này thì cho mình chạy nhanh 3 trong thời gian là 20 giây. Giờ thì còn được 5 giây thôi. Rồi, chạy thêm một đoạn nữa. Rồi mình sẽ ăn thêm một miếng nữa nha. Cái này thì mình có thể farm ở ngoài vùng sa mạc á, nên không cần phải tiết kiệm đâu, ăn thoải mái luôn. Rồi, cho vào người em này. Đó, có cái yên rồi nè. Rồi, tiếp theo là áo giáp nha. Wow, đại bàng vàng luôn. Khi nào anh giàu lên thì anh sẽ cho em lên kim cương nha. Còn giờ thì chịu khó vàng thôi em ơi. Rồi, đi nào. Ui, bay được rồi. Yay. Và có được 20 máu lận. Em này trâu cực luôn á, tới 20 máu luôn. Tuyệt cú mèo. Rồi để mình lên cái ngọn núi này coi. Hôm trước mình phải đi bộ rất là lâu thì mới có thể lên được ngọn núi này nè. Còn ngày hôm nay chỉ cần bay một xíu thôi là mình có thể lên rồi các bạn ơi. Nhưng mà bây giờ làm sao để đi xuống? Mình chưa học được cách xuống. Nếu mình ấn shift thì nó sẽ... Ui rồi sao giờ? Khi mà mình nhảy lên để bay, còn buông ra thì hình như là đi xuống đúng không? Rồi xuống đi. Ui, chết rồi, mình chỉ biết cách bay thôi chứ mình không biết cách xuống. Gì lỡ mình muốn đáp rồi sao ta? Ui đây mình có cách rồi. Ui mất kẹt. Ui né mấy cục băng ra, rồi gớt xuống. Piu. Ui lỡ được không? Thôi, đi lên, nghẹt. Chết ngạt. Ui, vui vậy. Rồi, đi lên trên thế nào. Bé này chắc mình sẽ... Bay lên, cố lên. Xuống nước bé này đi chậm lắm các bạn ơi. Rồi, còn nhảy được. Rồi, để coi tốc độ đi bình thường cũng nhanh chứ bộ. Ui, không thua bé ngựa mình đâu nha. Không dùng cánh thì vẫn có thể di chuyển rất là nhanh luôn nè. Vẫn phiêu lưu là hết sảy. Ui. Ôi mình khi mình đánh ấy mình đánh không ủa mình đánh mà không khéo thì lại trúng bé đại bàng á. Ui tội nghiệp, không nãy giờ mình vẫn giỡn chơi mà nửa cái máu rồi. Ăn thịt để hồi máu lại. Ồ may quá. Rồi tạm thời cho em nãy đây đi, một xíu thì mình sẽ dẫn đi khám phá sau nha. Mà quên mấy bé rồng của mình nữa. Cái rồng của mình hôm rồi mình chưa có cho ăn. Ủa sao mà không vô cửa được ta? Giỡn nhau à? Đập cửa luôn. Không cho vô mình đập cửa luôn các bạn ơi. Rồi sau đó đặt theo công thức như vậy để có thể chế tạo được thức ăn cho rồng nhá. Cần có mấy cái thịt nữa. 12 phần ăn. Ok giờ mình sẽ nhịn luôn. Úi. Mình thiếu xương. Đây mình sẽ nhịn đói để cho mấy bé rồng mình có thức ăn để ăn nhá. Rồi đập cửa này và sau đó đi vào bên trong thôi. Đó, lên trên. Và ngoài ra mình cũng có lấy một vài cái waystone dọc đường mà mình khám phá trong lúc trở lại cái khu vực Stronghold các bạn ơi. Trên đường này nè, có rất là nhiều cái waystone ở vùng Savannah luôn. Mình cũng có mang về được một cái và đặt ở dưới cái chỗ cổng kết thúc một cái nữa.
rồi cho hai bé này ăn xen kẽ như với nhau như vậy thì sẽ rất là đồng đều. Nó mỗi bé đều 20 máu hết rồi nè. Mình cho ăn lúc ngủ và hai bé đang ngủ cạnh nhau kìa, thích ghê chưa? Thôi giờ chắc mình sẽ ngủ luôn đi, để thức khuya hoài không có tốt đâu. Mình sẽ ngủ xong rồi dọn dẹp đồ rồi chuẩn bị đi khám phá nha các bạn. Trên đường trở lại cái khu vực Enbotto thì mình có phát hiện được một cái ngôi làng ở vùng sa mạc này các bạn ơi. Và nó bị một cái loài côn trùng gì đó ở dưới cát đó, tấn công rất là dữ dội luôn. Cho nên bây giờ thì mình sẽ trở lại cái ngôi làng đó nhá. Và đồng thời mình sẽ mang theo cái máy lạnh này. Giờ đang là mùa hè hay sao á, giờ nóng quá trời nè, không có cái này chắc mình chịu không có nổi đâu. Và mình cũng muốn có một cái thí nghiệm nhỏ là coi coi nếu mà mình cưỡi cái em này á thì mình có thể sử dụng cái cổng dịch chuyển Waystone không nhá. Đây mình sẽ lại đằng này. À, ở trên nhà mình cũng có một cái mà ta. Đây, mình sẽ lại đây nè. Đáp xuống một cái, đu lại. Rồi, sau đó dịch chuyển thử coi coi em này có đi chung với mình không nhá. Cái đó là Savannah Village nè. Ui, vậy là có một mình đi được hả? Ủa, đó. Đây nè. Mấy con này nè. Đánh dân làng nè, dám lại đây phá làng hả? Rồi, còn con nào nữa? Dám phá làng nè. Hai con, ui ở ngoài này nóng quá. Giờ nhiệt độ của mình đang bốc quả rồi kìa. Cực kỳ nóng luôn á. Ui đây đi, ui cái con này bự cực gì. Bự con hả, một phát. Ui một phát mình chưa chết. Ui cuối cùng mình cũng giết được rồi. Wow, mấy con này nó phá hết mấy cái ruộng mấy nhân làng rồi. Ui công tình người ta trồng như vậy nó phá hết rồi nè. Có dịp thì mình sẽ cố gắng trở lại đây để trùng tu lại cho mấy anh dân làng nhá. Ui tội nghiệp mấy ảnh không, giờ không còn gì luôn á. Nhớ coi coi còn một anh dân làng, hai anh dân làng còn sống nè. Ui đừng nói cái làng này còn hai anh thôi nhá, còn ba anh. Nè, nó dưới cát nè. Ở dưới cát hả? Rồi mình sẽ nhặt đồ nó rơi ra. Ui đây còn con nữa nè. Xuất hiện đi. Đâu rồi? Hồi như nó trốn dưới gác không ơi. Đúng không ta? Giờ mình đang bị sốc nhiệt rồi kìa. Ui không ổn rồi, chắc mình sẽ về nhà thôi. Tạm thời thì mình sẽ tiêu diệt một vài con để cho ngôi làng đỡ bị quấy rối thôi chứ. Một mình chắc dọn cái khu này không hết đâu. Nó có nhiều lắm, khu này có đầy luôn á. Rồi về nhà một cái thôi nào. Về house nè. Rồi. Ui nóng quá. Đặt máy lạnh xuống. Bật công tắc lên. Ui mới ngoài kia một xíu thôi. Mà bốc quả rồi nè. Thì uống miếng nước vô luôn. Rồi như vậy cách dùng bé đại bàng này kết hợp với cổng di chuyển thì không được các bạn ơi. Chắc bây giờ mình sẽ đi khám phá bằng cách cởi em này luôn thôi. Chứ dùng cổng di chuyển thì đi một mình à. Rồi giờ cởi em này và đi tiếp thôi. Ủa cái này là dấu tích khoan rộng nè. Ủa gì rộng đâu. À không, đây là ngôi làng hôm trước mình cứu nè, quên nữa. Ngôi làng hôm trước mình cứu ấy. Ở bên đây thì sao? Ở bên đây có mấy cái con maca nè. À, đại bàng nữa nè. Ồ, ở vùng này vẫn có thêm đại bàng. Mình, ui chết rồi, mình không có mang theo chân thỏ. Ui phải mình mang theo chân thỏ thì hay quá. Và đây là một ngôi làng nữa. Ui, có thêm một ngôi làng nữa nè. Coi ngôi làng này bự không nha. Wow, tính ra khu này khá là yên bình á. Không có mấy con quái vật xâm lược luôn. Và ngôi làng này cũng khá là to. Để bây giờ mình thử xuống dưới này coi. Đi khám phá cái nhà nào trước ta. Mình chắc mình sẽ lại cái nhà. Đây cái tòa tháp đó. Ui. Mình sẽ lại cái tòa tháp đó để coi có đồ gì quý không. Mình xin tại vì trong đó có rất là nhiều tầng và có rương nữa. Ui. Mày đua không? Dạ, cố lên em ơi. Ui, đại bàng của mình bay hết nổi rồi. À, ở đây có một cái waystone nữa hả? Để lại đây mình sẽ đánh dấu luôn. đánh dấu. Và nhà của bác Loren ở đây nè. Đánh dấu ở đây một cái. Rồi. Và, ui. Chết rồi. Mình phải đập ra để mình đặt tên lại mới được. Rồi, đặt lại tên một cái. Coi nào, nó vậy là dễ phân biệt liền. Rồi giờ thì vào bên trong nhà của bác thợ rèn thôi. Wow, cho mình một cây hammer. Và cái này thì
mình cũng có thể chế tạo mà. Thôi chắc mình không lấy đâu, mình chỉ lấy sắt nè, lấy táo cũng như là bánh mì ăn thôi. Trả lại cái cây hammer cho bác thợ rèn. Ủa cái anh này kêu bang bang hoài. Rồi, và bên đây thì có lẽ cũng như bao ngôi làng khác thôi các bạn ơi, không có gì quý giá hết á. Có ngôi nhà này nè, nhưng mà toàn là sách thôi. Rồi, chắc mình sẽ để lại cho mấy nhân làng đi. Ui, con Maka nó mới rớt từ trên kia xuống kìa các bạn. Wow, và con này có rất là nhiều những cái con đại bàng luôn á. Ui, con gì á? Ui, con gì ghê vậy? Ui, quá giặt lạ, hình như là cọp hay báo gì á. Ui, không được, mình phải giết mấy con này để bảo vệ cho ngôi làng. Ui, may mà mấy nhân làng không lại đây á. Kìa. Đúng rồi, ui, nó có răng luôn kìa, răng nanh á. Xoay, xoay vòng vòng hả? Mà nó rơi ra da và xương thôi, không còn thứ gì khác hết. Ui, chỗ này nhiều đại bàng vậy ta. Phải, mình ở đây lúc đầu chắc mình có nguyên một đàn đại bàng khổng lồ luôn á. Hấp dẫn, giờ mình sẽ... Ui, à quên, cái bé này không phải của mình. Cái kia như là ở gần cái Waystone. Giờ thì sẽ trở lại đây và tiếp tục cái chuyến khám phá nha. Hy vọng gặp được mấy con rồng để mình có thể tiêu diệt luôn. cưỡi đại bàng và diệt rồng á các bạn ơi. Lúc trước mình đâu có bay được đâu nên hơi ngán mấy con rồng. Giờ bay được hết ngán rồi. Và coi mình đi tới đâu rồi ta. Mình đi tới đây rồi hả? Là bây giờ mình cần phải đi tới phía trước một xíu nữa. Lại gặp đại bàng. Ui, Maka vàng kìa. Ồ, mấy con đó hơi bị hiếm á. Mình chưa biết cách đáp nữa. Thiệt tình luôn, cửa đại bàng mà. Chỉ biết cách bay thôi chứ không biết cách đáp các bạn ơi. Một hồi chắc té gãy chân luôn quá. Tại vì mình chỉ biết cách là nhảy xuống để cho đại bàng rơi xuống hả. Ồ, đây có tòa tháp gì nè. Kiểm tra. Ui, ây da. Ui, đáp thất bại rồi. Suýt nữa thì gãy chân mất. Rồi, cưỡi em này lại coi. Thì cái tình á, phải cố gắng tìm cách để học kỹ năng đáp xuống thôi các bạn ơi. Chứ như vậy thì không ổn tí nào hết. Ui, mình nghe tiếng quái bên trong. À, một con zombie thôi. Giờ thì chắc mình sẽ dùng cái magic này để trị thương một xíu đi. Chứ người vết thương đầy như vậy thì không có chiến đấu nổi đâu. Ui, có spawner. Rồi, đập ra. Đập ra nè, vàng. Mấy cái này thì cũng khá là cần thiết. Lên trên tầng 2 coi. Ủa, chỗ này trống lỏng vậy. Ui, skeleton kìa. Ui, không cầm vũ khí luôn. Ui, tên này liều vậy. Wow. Ui, một cuốn sách gì, enchant gì, dòng 5 kìa. Strength và Vitality 5. Cái này như ép vô cái cung hay sao ấy. Ồ, để mình thử, mình lấy về rồi mình ép vô cây cung thử nha. Và rất là nhiều những cái... Ui, lại có thêm một cái áo giáp nè, giáp ngựa. Wow, lấy về. Yên ngựa lấy luôn, thẻ tên chắc mình cũng lấy. Và mấy cái đĩa nhạc thì chắc mình không cần lấy đâu. Cũng tốt quá ta. Đi tí xíu được quá trời, mấy cái yên cưỡi cũng như là được một cái quyển sách enchant cấp độ 5 luôn. Được. Rồi, giờ thì mình sẽ đi xuống dưới, cởi bé đại bàng của mình và tiếp tục đi khám phá thôi. Đập cái này ra, rớt xuống. Rớt xuống như cục bột luôn á. Rồi giờ mình sẽ dọn dẹp đồ lại cái rồi sau đó tiếp tục đi nha các bạn. Ồ, bay lanh quanh một hồi mình lại trở lại cái ngôi làng băng rồi các bạn ơi. Để coi hôm nay có xuất hiện thêm con rồng rồi không. Có vẻ vẫn không xuất hiện thêm rồi. Vậy là sau khi tiêu diệt thì con rồng nó sẽ không còn xuất hiện ngay cái hang cũ nữa. Và bên đây thì hôm trước mình cũng đi ngang rồi. Nên bây giờ chắc mình sẽ đi qua cái khu vực rừng mùa thu này đi. Bên đây hôm trước mình chưa có đi qua nè. Wow, cái này đẹp ghê á. Ui, con rồng. Ui, nó đốt cái con bò kìa. Ui. Mà có cái nào mình bắn một phát chúng cái bé đại bàng của mình không ta? Nguy hiểm lắm á, tại vì mình đánh còn chúng mà nè. Ồ, như bắn ngay khúc này họ không có dính này đúng không? Ồ, được, mình có thể bắt được. Mà phải cẩn thận. Mình mà canh sai một ly thôi á là hết chết cái đại bàng mình như chơi. Ui, nó bay lên rồi kìa. Bay lên đi. Coi ai mới là vua của bầu trời nào.
Ui, chân chơi chơi đốt hả? Thôi 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 thôi. Chạy 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 em ơi, chạy em ơi. Ui, tội nghiệp mấy đại bàn mình quá. Mới dính có một miếng thôi à. Mà hết nửa cây máu rồi. Mình đâu có thức ăn để cho bé này ăn đâu. Bé này ăn cái này không được. Ăn cái này được không? Cái này cũng không được luôn. Bánh mì đi, ăn bánh mì đi. Ui gì, nếu không còn máu được thì chắc mình không dám đánh rồng đâu. À, mình có cách rồi. Mình sẽ gửi bé đại bàng của mình ở một ngôi làng nào đó đi. Rồi sau đó mình sẽ quay lại đó và chiến đấu với con rồng một mình thôi. Để cho bé đại bàng mình đừng có nguy hiểm. Cũng là một cách hay á. Rồi gửi tạm tại ngôi làng này đi nè. Rồi. Ui như đừng nói, đừng có tìm tới đây để giết đại bàng của tôi nha. Rồi em ở đó đi nha, anh lại đang giết con rồng mà anh quay lại liền. Không biết mình còn mạng trở lại với bé rồng của mình. Ủa bé đại bàng của mình không nữa. Nhưng mà mình sẽ cố gắng hết sức. Rồi. Bắn con rồng nè. Rồng Ender mình còn giết được mà. Không ngồi chứ mấy con rồng nhỏ nhoi này. Bây giờ nhưng mà đừng có phá hủy cái khu vực này nữa rồng ơi. Phá hủy nhiều không có tốt đâu đó. Một hit nè. Hai hit nè. Chịu thua đi. Ba hit nè. Ấy da. Bắn một rồi. Ba hit nè. Lại gần bắn luôn. Không đây. Bắn từ xa đúng không? Hôm nay là lại gần bắn luôn nha. Bắn gần nè rồi. Chưa cần chiến được. Cái gì chứ mình cận chiến cũng không có lợi nó đâu. Rồi 4 hit rồi. Gấp lên trên hả? Đừng gấp lên trên hả? Chiến luôn nè. Cận chiến nè. Nãy kêu ai đấy anh bạn? Rồi mình đã giết được cái con rồng này rồi. Dám quánh vào bé đại bàng của mình là ha toi rồi đó. Và rơi ra mấy cái vải nè. Tầm được bao nhiêu đây? Ui 31 luôn. Được 31 cái vải của rồng Cray. Vậy là mình có thể về nhà và chế tạo một bộ giáp rồng loại mới rồi đó. Yeah. Rồi giờ thì mình sẽ trở lại với bé đại bàng của mình. Cũng như là quay lại cái hang rồng để coi coi ngay cái hang rồng đó có thứ gì quý giá không nha các bạn. Theo như mình đoán thì chỗ đó chỉ toàn là mấy cái mana kích ship này xương thôi à. Chứ không có gì quý giá hơn đâu. Rồi bên cạnh đó mình cũng phải đi qua bên đây một xíu. Và hình như vết thương của bé đại bàng của mình á cũng tự hồi phục nhưng mà nó hơi lâu một xíu ấy. Nếu mà mình có thức ăn thì cho ăn sẽ mau hồi vết thương hơn. Rồi đáp xuống đây. Ui. Đáp xuống đây cẩn thận nào. Sơ suất một xíu là mình chết như chơi á. Tại vì mình đâu có chịu nổi từ cái độ cao như vậy đâu. Ui mấy tên này. Ui mấy tên người lửa. Người lửa nè. Người lửa hả. Rồi ổn. Và ủa, không có rương hả? Ui ở đây có quá trời mấy cái gần bao đờ. À không, mấy cái play bao đờ. Ủa, hang rồng không có rương. Ui, con rồng này nghèo quá. Ngay cả rương ngay hang của nó mà còn không có nữa. Thôi giờ mình sẽ đi tiếp thôi. Ồ, đi được một đoạn thì mình gặp được một cái tòa thành nè. Cũng như là một cái tòa tháp nhưng mà ở dưới lòng đất luôn. Thôi để mình đáp lên cái tòa thành này coi coi có gì đặc biệt không nha các bạn. Rồi em ở trên này đi. Ui, ây da, kỳ vậy. Sao lại rớt như vậy? Ui mình nghe tiếng mấy con gì kêu nữa. Ui đáp như vậy thì chết mình rồi. Rồi giờ đi sâu vào bên trong cái tòa thành này coi. Ồ đây có ruộng đàng hoàng luôn nè. Có rương nữa. Ờ nhưng mà rương không có độ tốt cho lắm. Có được yên cưỡi và bánh mì. Cái này thì lấy được. Và mình sẽ vô đây để sưởi ấm một xíu. Cũng như là trị vết thương sau cái cú té hồi nãy. Đáp như vậy có nước gãy chân mất. Rồi sẵn tiện đây mình sẽ ngủ luôn đi. Để cho chị hạ hết tất cả các vết thương luôn. Trên tầng 2 thì không có gì đặc biệt hết. Ui quá thạch rồng kìa. Ui đi đâu cũng gặp xương rồng, tội nghiệp vậy. Phải rồng lớn thì chết thì không nói gì, rồng bé bé chết không à. Ui tội nghiệp ghê không. Hiện tại mình cũng đang bị sốc nhiệt rồi kìa. Đúng là dùng sa mạc thật là khó sống ghê luôn á. Mình phải trèo lên đây để dẫn bé đại bàng của mình đi vào cái tòa thành để chiến đấu thôi. À mà khoan, để bé này ở ngoài chứ. Mình sẽ chiến đấu một mình thôi. Dẫn bé này chiến đấu thì nguy hiểm lắm. Rồi em ở đây đi nha, anh chiến đấu xong rồi anh dẫn em về. Mình sẽ đập cái này ra để trèo lên trên. Cái này lấy đồ miễn phí luôn á. Nè có rương nè. Ây da. Ui chết rồi, mình sợ mình không bị quái đánh chết mà mình sợ mình nóng chết á.
Cái này thì đồ không tốt, mình sẽ vứt bớt những thứ không cần thiết đi. Da bò có thể vứt nè. Rồi đi xuống dưới thôi. Ui, giờ mình phải đối đầu với hai thứ, một là nhiệt độ, hai là mấy con quái trong đây. Để bây giờ mình sẽ thử chiến đấu trong trạng thái bị đốt cháy như vậy coi như thế nào nha các bạn. Rồi cố lên nào, đập đập người nè. Rồi và cái đó mình đập ra thế nào cũng bị tràn nước ra cho coi. Kệ không sao, có nước để cho nó mát mát lại chứ giờ nóng lắm rồi. Rồi đi xuống đây, bật nhìn trong bóng đêm lên nè. Ấy da, ồ nóng quá nóng quá. Đập một ngụm nước luôn. Rồi đập cái spawner tiếp. Ui vô, mình rớt xuống tầng 2 rồi. Ui, ui không ổn không ổn không ổn. Ồ, đập 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 đập. Bắn người nè. Đánh như nè. Rồi đập tiếp spawner và lướt đồ thôi. Cái này thì ui giáp cho sói hả? Nhưng mà thôi mình chắc không lấy đó đâu, mình lấy bóng slam nè. Cái này thì khá là khó tìm. Cái tool Fair Punch thì mình cũng có thể chế tạo. Kim cương thì mình sẽ lấy nè. Và vứt cái gì đây? Vứt redstone đi. Rồi đi xuống tầng dưới nữa thôi. Ủa mình đang bị đói nữa ta. Chiến đấu trong trạng thái này không vui tí nào luôn ấy. Ăn cái gì đây? À ăn cái này nè. Ăn cái này là chạy nhanh cực kỳ. Rồi. Bị nước chảy. Bị nước chảy nè. Đập ra đập ra. Đập cái này luôn. Ui ui. Ui tên này lội ngược nước lên quýnh mình luôn hả? Dám lại đây. Rồi. Và cái này cho một cái yên nữa. Nhiều yên vậy. Thôi chắc mình không lấy yên nữa đâu. Chủ yếu là đánh hết cái tòa tháp này thôi. Rồi. Quýnh rồi nè. Ủa nó rơi ra một cái cây gậy. Và mình còn phải đập hết mấy spawner này. Giờ mình có được cái hiệu ứng sức mạnh từ cái việc nâng cấp cái kỹ năng attack lên ấy, nên chiến đấu rất là nhanh luôn các bạn ơi. Quýnh một con là mình được hiệu ứng sức. Đây là thứ mình cần nè. Ui, mình đã có được một cái áo giáp cân bằng nhiệt độ này các bạn ơi. Cái này giờ mình sẽ ghép vô với bộ đồ của mình. Skeleton này, skeleton này, skeleton này. Con này nó được nâng cấp lên. Ui mà nó cầm cái gì mà bự vậy? Nhện nè. Nhện thì giờ mình có thể quan sát rồi. Nhện nè, nhện nè, nhặt kim cương vô. Và ui được một cái quần nữa. Được đủ bộ luôn rồi. Cái này nó chỉ có áo và quần thôi à, mà mình được cả hai thứ rồi đó. Nón mending luôn. Wow, toàn đồ VIP luôn á. Sắt thì không cần lấy cũng được. Dám bắn mình hả? Rồi đi tiếp thôi. Không biết ở dưới còn đồ gì xịn nữa không ta. Mình mới đi mấy tầng ở trên thôi mà toàn đồ tốt không à. Cái gì thích nha, hơi bị thích luôn á. Rồi đập cái này, đập cái này và tiêu diệt mấy con nhện. Ui, mấy con nhện độc này quýnh ghê lắm á. Nhưng mà giờ thì mình cũng đâu còn bị độc nữa đâu, tại vì có cái mắt của rồng á, nên cũng không lo. Ui chết rồi chết rồi, con bot ở dưới nó xuất hiện rồi. Bot nè, đóng băng bot luôn. Bot hả? Bot nè, bắn chịu được bao nhiêu hit đây? Ui da, chịu được bao nhiêu hit đây? Ui tính ra cái nỏ mình bắn con này mau chết lắm luôn á. Chịu được bao nhiêu hit đây? Cận chiến nè, đánh lộn không? Nhưng mà đánh cận chiến mình cũng đâu thua đâu. Rồi. À, rơi ra gì nè. Mình sẽ vứt bớt những thứ không cần thiết đi. Ra. Ủa nó rơi ra kim cương thôi hả? Con boss này nó chỉ rơi ra kim cương thôi hả? Ủa mà cái này nó có sạp không? Ui đồ tốt không à. Bây giờ thì mình sẽ đứng ở đây dọn dẹp đồ là một cái, rồi sau đó loot hết chỗ này nghe các bạn. Ui được súng nữa nè, play gun luôn. Wow, quá là nhiều đồ tốt. Rồi hẹn gặp lại các bạn khi mình lấy hết số đồ tốt này nhá. Mình đã lấy hết đồ trong cái rương cuối cùng rồi các bạn ơi. Và bây giờ thì mình sẽ trở lại lên những cái tầng trên á, kiểm tra coi mình có bỏ sót cái món đồ nào không nhá. Nãy giờ thì mình đánh riết để đi xuống cái tầng con boss, nên nhiều khi mình lại bỏ sót đồ á. Phải kiểm tra kỹ để không thôi bỏ mất mấy cái đồ tốt thì uổng. Nè như cái rương này nè, nó toàn là đồ tốt phải không. Giờ thì mình sẽ đặt lại cái ba lô xuống. Dạ phước đi. Úi không cần chữa thương, tôi muốn đặt ba lô. Rồi sau đó thì mình sẽ cho một vài thứ vào trong đây tiếp, nhất là cái bộ đồ điều chỉnh nhiệt độ nè. Oxy Legend Dinner. Wow, được một gần full set đồ kim cương.
thuốc dịch chuyển về nhà, một cái nhẫn, một cái glowing ingot thì không cần. À, các cái vàng pha thuốc này chắc mình lấy đi, cái này thì cũng khá là khó. Kệ sách thì chắc mình cũng sẽ lấy một ít. Emerald thì chắc chắn là phải lấy rồi nè, nhưng mà mình cần phải vứt cái gì đây? Vứt nether quartz, xương, rồi lấy về. Rồi mình chỉ lấy những thứ cần thiết như vậy thôi, sau đó cho lại vào trong này. Nó vậy là mình cũng có thể lấy thêm một vài thứ nữa rồi. Thôi mấy thứ này không cần lấy đâu. Rồi giờ thì lên trên tầng kế tiếp thôi nào. Không ngờ cái tòa tháp như vậy á mà lại cho toàn đồ là đồ tốt không á các bạn. Mình không ngờ luôn. Đây còn có cây gậy nữa nè. Kiểm tra coi. Ủa, cái này dùng để làm gì đây? Ồ, cái này giống như cây kiếm vậy đó, nhưng mà nó dài lắm luôn. Ở đây còn một cái nón nữa nè. Ủa, mất tiêu cái nón rồi. Ủa, cái nón nhặt xong mất tiêu rồi. cái này thì... Ủa, cái này nó bị trừ rồi, nên không cần lấy. Lò thuốc di chuyển về nhà. Và bị cản đường nữa chứ. Thôi, băng qua luôn. Rồi, giờ thì mình sẽ trở lại với cái bé đại bàng của mình, rồi sau đó trở về nhà nha các bạn. Ui! Zombie Red Kid nè. Cầm Emerald luôn chứ. Cái Twin Bell thì chắc không cần. Rồi, lên trên thôi. May quá các bạn ơi. Lên trên thì vẫn còn bình yên và xung quanh đây thì cũng không có quái làm phiền nữa. Giờ thì mình sẽ cho thêm một vài món vào bên trong ba lô đi, để mình có thể cởi được bé đại bàng về. Rồi giờ thì mình sẽ quay về nhà nha các bạn, để không thôi một hồi không có về được đâu, bị quái nó giết á. Rồi hẹn gặp lại các bạn khi mình di chuyển về nhà nhá. Mình và bé đại bàng đã trở về nhà rồi các bạn ơi. Và sau chuyến khám phá này thì mình được rất là nhiều đồ tốt luôn. Nào là khoáng sản này, nhất là cái bộ đồ giúp cân bằng nhiệt độ này. Sắp tới thì mình sẽ ghép nó với một bộ giáp nào mà mình cho là mạnh nhất của mình nhá. Ngoài ra thì mình còn có thêm một trái tim nè, để bây giờ mình dùng luôn đi. Ồ, có vẻ hình như mình mắc tim rồi, vậy là nó không cho mình ăn tim nữa các bạn ơi. Nhưng mà không sao đâu. Và bên đây thì nó có một cây súng, nhưng mà có lẽ mod này không cho mình sử dụng cây súng này rồi. Nó bắt buộc phải cấp độ phép thuật là 999 đây. Cái đó thì nó không thể nào diễn ra được, tại vì ở đây thì phép thuật mình tối đa là 32 thôi à. Chắc cây súng này để dành làm đồ chơi thôi. Và ngoài ra mình còn có thêm một vài thứ linh tài tinh khác nữa, và mình sẽ sắp xếp nó lại trong thời gian giữa hai tập. Trong thời gian sắp tới thì mình sẽ tiếp tục khám phá cũng như là tiêu diệt những con boss còn lại trong thế giới này nhá. Và cảm ơn tất cả các bạn đã xem video này. Hẹn gặp lại tất cả các bạn ở những tập tiếp theo. Còn bây giờ thì bye bye.